Bởi vì máy trang bị là dòng cao cấp nên là máy trang bị nguồn xuyến nha các bác, đã sử dụng nguồn xuyến rồi nha. Máy sexy là 7 màu. Sử dụng là 4 tổ lọc nguồn. Có thể bo mạch và tất cả hệ thống làm cực kỳ khủng nha. Vâng, và sau đây em chính giới thiệu các bác một cung điện hoàng gia cao cấp nhất của dòng series Q5. Model là 9001DB nha. Hàng sưu tầm nha các bác, hàng còn những con này em đấu MIV. Còn cả tem lương binder. Con này lên đèn cực kỳ đẹp nha, trang bị là 4 cầu loa, chạy 8 sò sắt và công suất khủng lên tới là 580W. Đối với em này thì các bác ghép hầu hết các dòng loa nha. Rất là hiếm nha các bác, con này giá 36 triệu nha. Nghe hay trưng bày đẹp thì em này là số 1 luôn nha các bác. Size 60, cao 22. Đặc trưng của dòng san xui rồi, độ cao y chang nhau nhưng mà con này size lớn 60 nha các bác. Tại vì mang trong mình là có hình lớn và trang bị là 4 đồng hồ vuông. Máy cực đẹp nha, đẹp không tì vết luôn nha, óng ánh luôn. Hàng sưu tầm đẹp thiếu mũi xốp thôi, con này sexy vàng nha. 36 triệu bao ship nha các bác. Các bác mà ghép với những cặp 99A, những dòng loa của san xui vân vân, bát 40 thì gọi là tuyệt vời luôn nha các bác. Đây các bác thấy đồ mới đó này. Giá 36 bao ship nha các bác. Hàng sưu tầm, giá trị sưu tầm rất là cao. Đây là phía trên nắp của con Amley luôn. 4 cầu điện đặc trưng của dòng receiver của san xui xuất cho riêng cho thị trường Mỹ, trang bị 4 cầu điện. Đây các bác thấy chắc máy. Những con này rất là hiếm, lâu lâu mới có hàng, hầu như là nhiều chỗ có anh em chưa chắc có đồng con. Nhiều bác sở hữu những em này đều hầu như là để sử dụng luôn. Vì nó rất là đẹp và tiếng cực kỳ khỏe. Lên tới 580W nha các bác, 580W, 4 cầu điện, 4 cầu loa. Đây là phần sò công suất, mỗi vế là 4 con sò xét. Con này series là 0713 nha các bác, 0713. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Vâng, mời các bác cùng ngắm siêu phẩm 9001DB. Bởi vì máy trang bị là dòng cao cấp nên là máy trang bị nguồn xuyến nha các bác, đã sử dụng nguồn xuyến rồi nha. Máy sexy là 7 màu. Sử dụng là 4 tổ lọc nguồn. Có thể bo mạch và tất cả hệ thống làm cực kỳ khủng nha. Sexy là 7 màu. Thì các bác sẽ thấy những con đi san xui mà sử dụng nguồn xuyến là những dòng cao cấp. Còn những cái dòng mà thường thì nó sẽ sử dụng công suất vừa phải thì sử dụng tăng phô vuông bình thường. Nguồn xuyến thì nó cho ra điện tốt hơn và hệ thống nuôi công suất nó sẽ đảm bảo hơn. Và đây là con san xui 9001DB. Bác nào sưu tầm nó thì em alo cho em nha, giá 36 triệu. Bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nha, hàng sưu tầm rất là hiếm. Nghi hay bày đẹp và không ngán lo nào hết, với công suất là 580W, 8 sò sắt. Liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại ở trên tấm biển nha, 0978338114 hay là 0965770227 nha. Vâng, và em tiếp tục là mời các bác cùng xem con san xui 5000A. Đối với các bác nào mình đang chơi lo cổ thì không thể thiếu những con âm ly của san xui như là model 5000A này. Công suất là 280W, chạy là 3 cầu loa ABC hoặc A cộng B, A cộng C, chỉnh bass chép lo nét. Đặc trưng dòng xuất âm tụ thì các bác nghe nó ấm tiếng đó các bác, ấm tiếng. Và ghép loa cổ rất là hợp luôn, những dòng loa Pioneer, Sansu, JBL vân vân, và kể cả những dòng loa châu Âu. Cho ra chất âm mộc mạc và dày tiếng. Tiếng khỏe 280W. Đánh sò Toshiba chữ đỏ nha. Máy đẹp keng từ A tới Z. Tất cả bao zin toàn tập nha các bác. Giá là 13.500.000, đã bao gồm phí ship nha. Máy rất đẹp nha các bác, tí nữa em mở bên trong để các bác cùng xem. Con này series là 2522. Đấy, 2522. Chạy 4 cầu điện, các bác có thể sử dụng được điện 220 nha. Khi nó lên đèn thì rất là đẹp. Máy đẹp keng, coi như là không tì vết luôn á. Rồi quá xuất sắc. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong sexy 7 màu và độ mới của sản phẩm luôn nha.
13 triệu 5 đã bao gồm phí ship, bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt 200.000, còn 13 triệu 300. Vâng, các bác cùng thấy độ đẹp bên trong máy này, cực kỳ mới luôn. Và là bo kích tên lửa nha các bác, đây là 5000A bo kích tên lửa nha. Đây, IP6013, rất là quý nha các bác. Những con 5000A mà bo kích tên lửa là nó đời tiền, đời cuối của 5000A để lên 5000X đấy. Nó vẫn sử dụng bo cao cấp này của như 5000X nha, bo IP6013. Đuôi kích tên lửa này. Đấy, đuôi kích tên lửa. Mã là IP6013. 4 tụ xuất âm. Đồ đẹp sản phẩm. Nó chạy 4 con Toshiba chữ đỏ nha các bác, 4 Toshiba chữ đỏ nha. Tất cả máy nguyên zin. Đây là hai cầu chạy bảo vệ loa, tăng phô, 4 tụ. Hai bo âm sắc IP6013, kích tên lửa thần thánh của dòng Sansui. Máy rất là đẹp nha các bác, đẹp keng luôn. Bác nào lấy alo cho em nha, giá 13 triệu 5 là một trong những dòng âm ly chuyên trị loa cổ của hãng Sansui ở phân khúc trên 10 triệu đáng chơi nhất. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Các bác nào mình mua hàng mình muốn chuyển điện thì báo trước với em luôn. Em chuyển điện trước khi các bác về mình cắm điện sử dụng cho tiện nha. Thì hiện tại nó sử dụng điện Mỹ, điện 110, 120.